Kinh Đại Cương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 52. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Minh Tiến. Biên tập Nguyên Anh. Thời gian ngày 2 tháng 9 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời quý vị mở bản kinh ra trang 28, dòng thứ hai từ dưới lên. Dòng thứ hai từ dưới lên đều có khả năng thị hiện đủ loại hào quang, giúp chúng sinh trừ hết khổ não nóng nảy. Câu này chính là xưng tán đức hạnh của các vị chủ hóa thần. Trong chữ đức có hai ý nghĩa. Một là có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Cả nước và lửa đều có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Hai là tổn hại cho chúng sinh. Theo nghĩa dùng trong kinh văn thì chỉ toàn nói đến làm lợi ích cho chúng sinh, không nói đến gây tổn hại cho chúng sinh. Đó là ý nghĩa biểu trưng của câu này. Đều có khả năng thị hiện. Chúng ta xem qua cụm từ này thì cho rằng các vị chủ hóa thần bất quá chỉ thuộc hàng pháp thân đại sĩ, nhưng thực tế các ngài đều là chư Phật Như Lai, vì lòng từ bi thương xót chúng sinh mà thị hiện trong sinh tử. Đủ loại hào quang là đủ các pháp môn trí tuệ, đủ các môn phương tiện quyền xảo, mới có khả năng làm lợi ích chúng sinh. Chúng sinh bao gồm chủng loại hết sức phức tạp đa dạng, tâm niệm đều là vô lượng vô biên, nên nghiệp tạo tác từ thân và miệng cũng là vô lượng vô biên. Nếu như không có đủ các môn trí tuệ, chẳng những không thể giúp chúng sinh bỏ ác làm thiện, mà còn có thể khiến chúng sinh tạo thêm nghiệp sâu ác, thành ra sai trái. Đây là so sánh với ý nghĩa nước và lửa gây hại cho chúng sinh. Ý nghĩa ở đây hết sức mầu nhiệm tinh tế, chúng ta phải suy xét thật kỹ mới có thể thể hội được, từ đó mới vận dụng được vào trong ứng xử thường ngày. Tôi thường giảng rằng trong xử sự đãi người tiếp vật cần phải có trí tuệ chân thật thì mới có thể làm lợi ích cho chúng sinh.
Nếu không chính là gây tổn hại chúng sinh, khiến cho chúng sinh vì mê mờ mà tạo tác vô số những tội nghiệp, nhất là về phương diện liên quan Phật Pháp. Về phương diện liên quan đến Phật Pháp, rất thường thấy là lấy tài vật của Tam Bảo, là tội lỗi hết sức nặng nề. Kinh Địa Tạng đã giảng về điều này rõ ràng, minh bạch. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta rằng, nếu phá giới phải đọa vào địa ngục A Tỳ, dù là Phật Bồ Tát cũng không có năng lực cứu giúp. Trộm cắp tài vật của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát cũng không có năng lực cứu giúp. Có thể nói trộm cắp tài vật của Tam Bảo là một tội lỗi rất dễ phạm vào. Trộm tài vật Tam Bảo bao gồm cả hai phương diện, là xâm phạm và làm tổn hại. Vậy quả là rất dễ phạm vào, do mê mờ không hay không biết mà phạm vào. Cho nên việc nghiêm trì giới luật không dễ dàng chút nào. Muốn giữ được giới luật một cách chân chánh trọn vẹn, làm sao có thể nói là dễ dàng được? Phải hết sức thấu rõ lẽ đạo, tin sâu nhân quả, thì sau đó mới có thể làm được. Chúng ta lấy một ví dụ nhỏ để nói về việc này. Trước kia lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam còn sống, ông phục vụ trong cơ quan, nghĩa là nhân viên công vụ. Trong cơ quan để phục vụ cho công việc có dùng rất nhiều đến giấy viết thư và phong bì. Những giấy và phong bì ấy được cấp ra vì mục đích công, nhưng có khi lại đưa người khác dùng để viết thư riêng, hoặc giả có khi tự mình có thư cần gửi chỗ nọ chỗ kia cũng dùng phong bì ấy để gửi. Những việc như vậy là bình thường. Vậy chúng ta xem đó có phải là trộm tài vật của Tam Bảo không? Đúng vậy, đó chính là trộm tài vật của Tam Bảo. Vì mỗi lần Lý cư sĩ đến nhận lãnh giấy và phong bì, đương nhiên là với tư cách một người tín đồ Phật giáo nên không được lãnh quá nhiều, nhất định không được lãng phí. Lãng phí là có tội. Thế là Lý cư sĩ mỗi lần lãnh xong nhất định báo cáo lên cấp trên của mình rằng tôi hôm nay nhận lãnh giấy và phong bì, có một tờ tôi cần dùng để viết thư riêng, vân vân. Vị trưởng quan bảo ông thật phiền toái, mỗi lần đến lãnh xong là một lần báo cáo cặn kẽ như thế, nên bảo ông quá nhiều lời. Cư sĩ đáp, tôi không thể không nhiều lời, nếu không nhận cho việc này thì xem như tôi đã phạm giới trộm cắp. Đó là cơ quan bình thường. Nên tội trộm cắp tài sản cũng chỉ là nhỏ nhặt, nhẹ thôi. Không phải tài vật của thường trụ Tam Bảo để phải xem là tội nặng. Ngày nay liệu có người nào được minh bạch theo đạo lý được như thế chăng? Cho nên đối với tài vật của thường trụ mà không xót không tiếc, cứ xét nơi tự thân chúng ta mà nói, trước hết là phải hao tổn phước đức.
phước đức ngày sau của quý vị nhất định phải tổn mất. Nếu nhìn sâu xa hơn thì tương lai nhất định đọa vào ác đạo. Nếu quý vị còn tiếp tục tái phạm, nhất định phải chịu tội báo như thế. Trong kinh điển, chư Phật Bồ Tát đã vì tâm đại từ bi mà khổ nhọc giảng dạy cho chúng ta. Chúng ta xem rồi, đọc cả rồi, nhưng đều bỏ ngoài tay, chẳng đưa vào tâm ý. Tài vật của thường trụ là do mười phương tính thí cúng dường, là do bốn chúng thí xả mà có. Vì nhận được quá dễ dàng, cho nên rất khó khởi tâm xót tiếc giữ gìn. Trong thời này, tôi cũng từng kể với quý vị rồi. Trước đây tôi có một vị lão sư là tiên sinh Chu Ban Đạo. Vị này lớn tuổi mới học Phật tại Đài Loan. Giờ lúc ấy giữ chức chánh vụ khứ trưởng của bộ khảo soát, tương đương với đệ nhất phó bộ trưởng. Vì công vụ nên ông được cấp xe hơi, có tài xế riêng, ở nhà cũng được trang bị điện thoại. Con trai, dâu và cháu đều theo sống với ông. Nhưng bản thân ông luôn tự xe, nếu quả thật không phải việc công thì nhất định không đi xe công. Ông đi xe buýt. Những vị đồng tu từ Đài Loan đến đều biết rõ việc này. Ông ấy thường di chuyển bằng phương tiện công cộng, chỉ khi đi về việc công thì mới ngồi xe công. Điện thoại cũng vậy, nếu không phải việc công thì ông nhất định không dùng. Bằng hữu có thể giúp ông, nhưng ông tuyệt nhiên không dùng phương tiện công để giúp bằng hữu. Vì sao vậy? Vì như vậy là lãng phí tài lực của quốc gia. Một nhân viên công vụ như thế, chúng ta tìm khắp nơi trên thế giới e rằng cũng không có được người thứ hai. Ông sinh hoạt rất tiết kiệm, thu nhập còn dùng để giúp đỡ một người bạn thân trong cảnh khốn cùng. Ông tự nguyện nhận lãnh việc này trong suốt cả đời mình. Sáng nay có hai vị đồng tu từ liên xã ở Đài Trung đến thăm tôi, có kể chuyện người con rể của Chu tiên sinh vào ngày tuần giáp năm của tiên sinh, bỗng mộng thấy lão tiên sinh bảo ông ấy rằng tiên sinh hiện nay đã sinh về thế giới cực lạc, nhìn thấy chúng sinh ở cõi ta bà này khổ não không nói hết, nên khuyên ông ta hãy lo niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Người con rể của Chu tiên sinh thật ra vẫn chưa quy y, đối với Phật giáo hay còn xa lạ lắm. Sau giấc mộng đó,
ông ta mới chịu tham gia vào lễ truy điệu. Thành tâm thành ý noi theo đại chúng niệm Phật, hiện tại đã dần dần thâm nhập Phật pháp. Chúng ta ngày nay nhìn thấy những người chân chánh thấu rõ lý nhân quả ngày càng ít hơn, lại thường thấy cả những người xuất gia cũng tạo nhiều tội nghiệp, quả thật không nhẫn tâm bàn đến. Nói đến quả báo ắt là mỗi người đều phải tự gánh lấy mà thôi. Khi tôi ở Đài Bắc, vẫn thường khuyên răn mọi người, hiện nay đại chúng thường phạm phải tội này. Đó là dùng điện thoại của chùa để tán ngẫu. Mỗi lần tán ngẫu như vậy hàng nửa giờ, một giờ đồng hồ, có khi hơn thế nữa. Chẳng phải đa phần đều là những chuyện vô bổ đó sao? Nếu là điện thoại đường dài ra nước ngoài thì lại càng đáng sợ. Những việc như thế đều là trộm cắp của thường trụ, đều là xâm tổn đến tài và của thường trụ tam bảo. Cho nên tôi thường khuyên mọi người nên vận dụng máy fax. Máy fax so với điện thoại rẻ hơn nhiều. Nếu quý vị có nhiều việc để trao đổi thì có thể viết ra đến 5 trang, 6 trang. Thời gian chuyển fax đi bất quá cũng chỉ vài 3 phút. Mà tính ra phí chuyển fax với phí điện thoại tính theo thời gian đều như nhau. Dùng điện thoại để trình bày thì có khi không nói rõ được, sẽ khiến cho người nghe hiểu lầm. Còn dùng máy fax thì chữ nghĩa rõ ràng, không thể sinh ra hiểu lầm được. Cho nên phải tận dụng máy fax mà không nên dùng điện thoại. Nếu có thể nghĩ đến cường trụ tam bảo mà tiết kiệm được một phần nào, đó là quý vị đã tu phước rồi. Nếu lãng phí đi một phần nào, đó là quý vị đang tạo tội. Những điều tương tự như vậy còn nhiều lắm, không thể nêu ra hết được. Điều quan trọng nhất là phải biết tự đề cao cảnh giác, rõ biết cách tu phước, cách tích phước, rõ biết cách tích lũy công đức. Kinh dạy rằng mỗi người tự mình tu thì mỗi người tự mình nhận được không sai chạy. Trước có nêu ra một vế là thị hiện đủ loại hào quang, chính là thị hiện đủ loại phương tiện hiện xảo. Vế sau thì nói lên mục đích, giúp cho chúng sinh trừ hết khổ não nóng nảy. Khổ não nóng nảy cũng chính là phiền não. Trong tâm phiền não thì toàn thân phát nhiệt nóng nảy. Một câu ấy giảng rõ về nghiệp khổ mê mờ. Trí tuệ sáng suốt có thể dứt sự mê mờ. Mê mờ ấy là ngu si mê mờ, nên trí tuệ có thể dứt trừ sự mê mờ ấy. Phương tiện thì có thể dứt trừ tham lam sân hận. Như thế là có đủ cả hai sự lợi ích. Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi mỗi sự việc nhỏ nhặt đều phải cảnh giác cao độ.
Việc học Phật không chỉ đối với người xuất gia, mà người tại gia cũng đều phải thấu rõ về sự tu phước, tích phước. Khi tôi còn ở Đài Trung, trong lúc theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học Phật, tôi theo học với ngài 10 năm. Lý lão sư quy định cho tôi mỗi tháng, bao gồm cả tiền ăn, chi tiêu sinh hoạt, không được quá 150 đồng. Lão cư sĩ quy định cho tôi không được chi tiêu quá 150 đồng tiền Đài Loan. Ông nói nếu chi tiêu vượt 150 đồng thì không phải là người xuất gia. Cho nên tôi phải giữ việc chi tiêu sinh hoạt mỗi ngày hết sức chừng mực, không dám lãng phí chút nào. Chúng ta trong quá khứ nếu không tu phước, không có phước báo, đời này lại không rõ biết gì tích phước, tu phước, thì thử hỏi phước đức sẽ do đâu mà có được. Hiện tại nhìn thấy tôi đây có đôi chút phước báo, được học Phật rồi lại có thể hiểu rõ được đạo lý để tu tập theo đó. Tôi thường trong sinh hoạt hàng ngày luôn tiết kiệm, không bao giờ lãng phí chút nào. Tôi giảng kinh được thời gian khá lâu, người biết đến tôi cũng nhiều, nên đương nhiên nhận được tiền cúng dường cũng nhiều. Tôi đều đem số tiền đó dùng vào việc ấn tống kinh sách. Hồi tôi còn trẻ, tiền cúng dường nhận được đại khái dùng vào 3 việc, trong 10 phần thì dùng 9 phần để ấn tống kinh sách, còn lại thì chia ra 1 phần dùng vào việc phóng sinh, 1 phần dùng vào việc bố thí y phục thuốc men. Nói chung chỉ là 3 việc như thế mà thôi. Cho nên ấn tống được rất nhiều kinh sách, cùng với mọi người kết duyên, được nhân duyên rộng khắp, pháp duyên thù thắng cũng là từ đó mà có được. Tôi nói hồi còn trẻ, đại khái khoảng 20-30 năm trước đây, khi ấy tôi ấn tống kinh Hoa Nghiêm, vào thời điểm đó mỗi một bản in ấn hoàn chỉnh khoảng 24 đồng Đài Loan. Bản kinh mà tôi in ấn là tiểu bản, tức là bản khổ nhỏ, đóng bìa mềm. Mỗi bộ kinh gồm 12 quyển, mỗi quyển 2 đồng Đài Loan. Lúc tôi sử dụng đến tiền bạc, cứ chi tiêu ra 2 đồng thì có suy nghĩ, dĩ như 2 đồng này có thể tiết kiệm lại được thì có thể in thêm một quyển kinh. Nghĩ như thế thì làm sao dám lãng phí. Tôi luôn hy vọng pháp bảo đạo Phật được lưu thông phổ biến rộng khắp. Hiện tại ngoài hình thức in ấn ra, còn có các dạng file ghi âm bằng cassette, đĩa CD, đủ mọi hình thức lưu hành khắp đó đây.
Gần đây nhất là mạng lưới Internet phổ biến khắp toàn cầu, đều có thể dùng vào hoằng pháp lợi sanh. Nếu có thể kiểm soát linh hoạt của bản thân cho thật chân mực ổn định, lâu ngày dần thành thói quen thì sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên thanh thản khỏe khoắn. Này nhìn thấy người khác được hưởng phước đức, còn mình thì gieo trồng phước đức. Không nên xem việc hưởng phước là quan trọng, chủ yếu nên lo việc tạo phước. Vậy thì phước báo bao giờ được hưởng? Bậc cổ đức xưa kia dạy chúng ta rằng không phải đợi đến kiếp sau mới được hưởng, mà là một đời này lúc lâm chung được hưởng. Đó mới là phước báo chân thật nhất. Khi lâm chung hưởng phước báo gì? Đó là thân không bệnh khổ, tự biết trước thời điểm ra đi, an nhiên tự tại giáng sinh. Lâm chung hưởng những điều như vậy, không bị bệnh tật làm hại, đó thật là phước báo chân chánh. Người như vậy chính là người có phước đức. Ví như một đời chưa từng tiếp xúc Phật Pháp, chỉ cần lâm chung được có phước báo như thế, nên tất nhiên thần trí sẽ được sáng suốt, không có bệnh khổ. Lúc ấy gặp bậc thiện tri thức khuyên niệm Phật cầu giảng sinh, người ấy chỉ cần một niệm cho đến mười niệm, ác sẽ được giảng sinh. Đó chính là theo đại nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Đức A Di Đà đã nói. Quyết định là người ấy sẽ được giảng sinh. Chỉ cần người ấy chịu niệm Phật, chịu phát nguyện giảng sinh thì chắc chắn sẽ được giảng sinh. Sở dĩ một người giáng sinh về thế giới cực lạc hay không đều do tâm niệm sau cùng của người ấy khi lâm chung. Có người cả một đời niệm Phật, đến lúc lâm chung sau cùng lại khởi niệm tham luyến các duyên thế tục, nên hóa ra không được giáng sinh. Người như thế nhiều lắm. Hoặc phút lâm chung chịu bệnh khổ, hôn mê bất tỉnh, người khác đến giúp đỡ trợ niệm, người ấy chỉ nghe nhưng không thấy được, cho nên không được giảng sinh. Lại có một hạng người mang nghiệp chướng hết sức nặng nề, nên dù suốt cuộc đời niệm Phật mà đến lúc lâm chung nghe niệm Phật lại bực dọc khó chịu, không muốn nghe rồi gạt bỏ đi, không chịu tiếp nhận. Như thế đương nhiên là không thể giảng sinh. Nói chung là không được giảng sinh, phải tùy theo nghiệp lực mà lưu chuyển. Điều đó chúng ta cần phải hiểu rõ. Cho nên đó là vì lẽ đạo không sáng tỏ, phương pháp không tỏ tường. Cơ duyên được cứu độ trong một đời thật không thể nắm giữ, nhất định phải thật sáng tỏ minh bạch. Đoạn nói về chủ quả thần chính là giới thiệu với chúng ta cảnh giới rõ ràng như thế. Bây giờ xem tiếp đoạn dưới đây về chủ phong thần. Lại có vô số các vị chủ phong thần. Câu này là nói về số lượng, nói về phân loại. Nói đến phong tức là gió, quý vị đều đã biết. Phong có thể làm lợi ích cho người, cũng có thể gây tổn hại cho người. Được cơn gió ôn hòa nhẹ thổi hay thật hết sức sảng khoái dễ chịu, ví như lại là những cơn bão nhiệt đới, lốc xoáy hay dồi rồng kéo đến, thì chúng ta phải chịu nhiều sự tổn hại.
Cho nên nước lửa gió đều có thể làm lợi ích cho chúng sinh, mà cũng có thể gây tổn hại cho chúng sinh. Vậy cảnh giới này là biểu trưng cho điều gì? Biểu trưng những sự vận động. Nhân vì gió chính là sự vận động, không chuyển động. Vận động thì không gọi là gió. Trong Phật Pháp dạy những nền tảng cơ bản nhất của vật chất, ngày nay gọi là nguyên tử, điện tử hay các hạt cơ bản. Hết thảy vật chất đều là do những thứ cơ bản nhất hợp lại theo cách này hoặc cách khác mà thành, nên gọi chúng là căn bản của vật chất. Đức Phật gọi những yếu tố căn bản đó là tứ đại. Nhưng thật ra nếu giảng rõ thì tứ đại là bốn trạng thái hiện tượng khác nhau của những yếu tố căn bản đó. Trong tứ đại có phong đại. Phong đại chính là trạng thái chuyển động, không phải là trạng thái yên tĩnh. Do đó mà biết chữ phong là có ý nghĩa biểu thị hết thảy các hoạt động. Xã hội ngày nay nói đến các hình thức vận động thì đều thuộc về ý nghĩa biểu trưng này. Chủ phong thần nên được hiểu trong xã hội hiện nay, tức là các bậc nhân tài có chuyên môn chủ trì các hoạt động khác nhau, nên xem như là chủ phong thần. Còn Phật Pháp nói chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian giáo hóa, làm cho phong tục tập quán được thay đổi tốt đẹp hơn, âm thầm tạo ra những sự chuyển biến thay đổi như thế, đều là các vị chủ phong thần. Đại loại là như thế. Khi hiểu rõ được lẽ này thì ngay cả những nghệ nhân cũng đều có thể xem là thuộc loại này. Phạm vi các phân loại này thật rộng lớn, thậm chí có thể bao hàm cả những vận động trong phạm vi chính trị, chỉ cần thuộc về sự vận động đều có thể bao quát hết vào trong sự phân loại này. Cho nên phạm vi bao hàm hết sức đa dạng, phong phú đủ các loại. Chúng ta đã xem qua phương pháp biểu trưng của câu trên, như là vô ngại quang minh chủ phong thần. Nói chung đã là gió thì đều hàm ý nghĩa vô ngại. Bởi nếu thật có chướng ngại thì không thể hoạt động, nhất định không có chướng ngại thì luồng gió mới có thể vận động. Từ trong đức hiệu này có hai chữ quang minh liên tưởng ngược lại hai chữ vô ngại ở trước, ác hàm ý như Phật thường giảng về phương tiện thiện xảo. Phạm vi ứng dụng của phương tiện thiện xảo
cũng rất rộng. Đó chính là ý tứ biểu trưng của vô ngại quang minh. Giờ đến vị thứ hai là phổ hiện dũng nghiệp chủ phong thần. Nghiệp là tạo tác, dũng là dũng mạnh, mạnh mẽ có khả năng thị hiện phổ biến khắp nơi. Ý nghĩa như thế rõ ràng là muốn nói cho chúng ta biết vị chủ phong thần này có khả năng tùy loại hóa thân. Tùy loại hóa thân đó chính là phổ hiện dũng nghiệp. Các vị quan sát thì chúng sanh nào nên dùng thân gì có thể hóa độ thì liền hiện thân đó. Trong đó không có chướng ngại, không có sợ sệt. Lại như cần giảng giáo pháp nào, các vị liền giảng giáo pháp ý. Đó là biểu thị cho ý nghĩa tùy loại hóa thân, tùy căn cơ thuyết pháp. Ý nghĩa đó hết sức sâu xa, rộng khắp. Ta phải lưu tâm suy nghĩ thật kỹ mới thể hội được. Làm thế nào trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta có thể khiến mỗi mỗi sinh hoạt đều tương ứng với giáo pháp. Tương ứng với sự không có chướng ngại, với sự phổ hiện rộng khắp. Bây giờ đến vị thứ ba, phiêu kiếp dân tràng chủ phong thần. Trong đức hiệu này chúng ta thấy đều là các tướng động. Phiêu nghĩa là thổi, tức là động. Kiếp nghĩa là đánh, cũng là động. Dân nghĩa là mây, cũng là tướng động. Tràng nghĩa là lá cờ treo trên cao, biểu ý cao quý, sáng rõ, là sáng tỏ. Đặc biệt là ý nghĩa biểu trưng của chữ dân. Chữ này hàm ý chẳng phải có, chẳng phải không. Hàm ý không và có chẳng phải hai. Lý và sự cũng chẳng phải hai. Biểu trưng điều này. Chữ phiêu hàm ý rộng, biểu trưng cho nguyện. Chữ kiếp biểu trưng cho hạnh. Giảng rộng, hai chữ này có hàm ý đại nguyện, đại hạnh. Chỉ có hạnh nguyện mới làm lợi ích cho chúng sinh, mới thành tựu Phật pháp vô thượng. Bây giờ đến vị thứ tư, Tịnh Quang Trang Nghiêm chủ phong thần. Những chữ Tịnh Quang Trang Nghiêm trước đây chúng ta đã xem qua, có điều là sự phân biệt các vị này không tương đồng. Ở đây giảng ý nghĩa Tịnh Quang Trang Nghiêm của vị chủ phong thần này. Danh hiệu tương đồng nhưng ý nghĩa so với trước đây không đồng, là điểm ta cần phải chú ý. Bởi vì tất cả hoạt động nhất định đều phải có sự tương ưng phù hợp với trí tuệ.
phải có tương ứng với tâm thanh tịnh, thì những hoạt động như thế đối với xã hội mới có lợi ích, đối với chúng sinh mới có lợi ích. Ví như là một điều gì mà không có trí tuệ, tâm không thanh tịnh, hoặc vì lợi riêng của cá nhân mình, hoặc vì lợi ích nhóm nhỏ của mình, lừa dối mê hoặc quần chúng, gây phá hoại xã hội, thì tội lỗi thật là vô lượng vô biên. Những kẻ như thế đối với tướng tịnh quang là hoàn toàn trái ngược. Do đó biết rằng Phật Pháp tổng quát, đem hết những điều ghi trong kinh điển mà phân tích quan sát thật kỹ, thì tổng kết lại không có gì lìa yếu tố trí tuệ. Cho nên gọi Pháp Phật là phương pháp trí tuệ. Mà sự hưởng thụ theo Phật Pháp là hưởng thụ hết sức trí tuệ. Sự sinh hoạt theo Phật Pháp là sinh hoạt hết sức trí tuệ. Mỗi câu, mỗi chữ trong Phật Pháp đều không rời trí tuệ. Mỗi câu, mỗi chữ đều không rời sự thanh tịnh. Như thế là trang nghiêm. Hai chữ trang nghiêm nói đơn giản là sự tốt đẹp. Thông thường ta hay mang các khái niệm chân, thiện, mỹ tuệ ra để giải thích. Nhưng Pháp thế gian mà nói, thì chân thiện mỹ tuệ đó chỉ là hữu danh vô thực, chỉ trong Phật Pháp mới có ý nghĩa thật sự. Nếu không rõ biết Phật Pháp, không biết tu Phật Pháp, thì chân thiện mỹ tuệ đó bất quá chỉ là hướng về những chuyện đã qua mà nói thôi, quyết chẳng phải sự thật. Chỉ khi học Phật Pháp mới sáng tỏ mọi gì. Mới có thể vận dụng sự thanh tịnh quang minh mà trang nghiêm tự tánh, trang nghiêm tự thân, trang nghiêm cho môi trường sinh hoạt, hoàn cảnh chung quanh, sau đó mở rộng ra trang nghiêm cả hư không pháp giới. Tiếp theo là vị thứ năm, lực năng kiệt thủy chủ quả thần. Kiệt thủy là thổi cho nước khô kiệt đi. Nước ở đây được hiểu là nước biển. Có thể thổi cho nước trong biển lớn khô kiệt đi. Nói về sự vận động có thể sản sinh ra sức mạnh, lực lượng cực kỳ lớn lao. Tưởng cũng không cần phải nói thêm nhiều. Trong quá khứ, xem qua lịch sử, chúng ta biết. Trong hiện tại, chúng ta có thể quan sát giữa thế gian này có nhiều nơi như vậy. Tự ta chỉ cần quan sát cho thật kỹ thì nhìn thấy xã hội vẫn có những người tài ba đảm lược như thế. Như thế nào gọi là tài ba đảm lược? Đó là khi những hoạt động của người ấy tạo nên sự chuyển biến thay đổi cho xã hội, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều chúng sinh. Như vậy gọi là tài ba đảm lược. Người ấy có được sức mạnh, lực lượng lớn lao như nói trên.
có thể làm chấn động, khơi dậy lòng người rộng khắp đông đảo. Ý muốn nói là như vậy. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng nền giáo dục Phật giáo, có khi nào lại không có sự vận động như thế? Đó chính là vận động lớn lao mà Đức Phật trong suốt một đời đã dốc toàn tâm toàn lực ra để khơi dậy. Sau khi Phật nhập diệt, các đệ tử của Ngài lại đời đời truyền nối, kế tục cũng không ngừng sự vận động ấy. Sự thúc đẩy vận động như vậy là chân chính, mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Trong kinh nói, sức mạnh có thể làm cạn nước. Đó là nước gì? Trong Phật Pháp chính là biểu trưng cho tâm tham ái. Quả thật, chỉ duy nhất Phật Pháp mới có thể giúp cho chúng sinh được giác ngộ. Giác ngộ rồi mới đoạn trừ tham sân si. Năng lực của vị này có thể đoạn dứt tham, thì sân si cũng theo đó tự nhiên được dứt trừ. Chúng ta đọc nhiều lần đoạn kinh văn này. Đoạn này rút lại giảng về tham sân si. Nước biểu thị cho tham, lửa biểu thị cho sân hận, gió biểu thị cho ngu si. Gió tức là không giữ theo quy củ, loạn động. Ngu si cũng là loạn động. Giảng về nước, kinh đề cập ba loại: chủ hà thần, chủ hải thần, chủ thủy thần. Quý vị thấy đó, tham là ác hại. Được giảng đến ba loại. Sân hận là chủ hỏa thần, chỉ có một loại. Ngu si là chủ phong thần, cũng chỉ có một loại. Duy có nước, tham là giảng đến ba loại. Điều này thật hợp lý. Cương lĩnh trong việc tu tập của Bồ Tát Đại Thừa chỉ một việc bố thí. Cả sáu ba la mật cũng đều là bố thí, gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trì giới và nhẫn nhục là thuộc về vô úy thí. Tinh tấn thiền định bát nhã là thuộc về pháp thí. Cho nên quy về một pháp, sau cùng là bố thí ba la mật. Pháp bố thí dùng để đối trị những gì? Đối trị sự keo kiệt tham lam. Ví như đem phiền não ác nghiệp quy kết về một điểm cuối, thì đó cũng chỉ là một chữ tham mà thôi. Do đâu mà nói sân hận? Vì tham mà không được nên sân. Như tham cầu mà được thì quý vị sẽ sinh tâm mừng vui, chứ không phải sân hận. Quý vị có sân có tham là do ngu si, không hiểu thật tướng các pháp, do đó mới tạo nghiệp xấu ác. Ví như tham đoạn trừ được, thì sân với si cũng đều theo nhau mà bị dứt trừ. Đó là điều ta cần phải hiểu cho sáng tỏ.
sao mới có thể dụng công chân chính, mới biết chỗ để khởi đầu cho tu tập, mới cân nhắc trong lòng xem bằng cách nào để đối trị được tâm tham của mình. Chẳng những đối với thế tục không khởi tâm tham, mà đối với Pháp Phật cũng không khởi tâm tham. Nếu biết rõ được điều đó, thì công phu của quý vị sẽ tự nhiên thành tựu. Nói về tu hành thì tu là sửa cho ngay, cho chính đáng. Hành tức là hành vi, hành động. Tu sửa cho chính đáng những hành vi sai lầm của bản thân mình. Trong những hành vi sai lầm thì đứng đầu là tham. Câu này giảng về chủ phong thận, chính là khởi tâm động niệm. Lúc khởi tâm động niệm cần biết tâm tham mà đoạn trừ, liên tục diệt trừ cho đến hết mới thôi. Đó chính là lực năng kiệt thủy chủ phong thần. Xét theo ý nghĩa của danh hiệu này là hoàn toàn tương ứng. Cần hiểu được sự nghiêm trọng của phiền não, của tham lam. Còn tham ngũ dục lục trần thế gian thì không thể thoát ra khỏi sáu đường luân hồi. Tham cầu Phật Pháp cũng không thoát ra khỏi sáu đường luân hồi. Vì sao vậy? Vì Phật Pháp dạy dứt trừ tâm tham, dứt trừ phiền não, chứ không dạy chúng ta chuyển đổi đối tượng của lòng tham. Quý vị phải bỏ đi sự sai lầm đó. Phật không dạy ta quán đổi lòng tham từ đối tượng này sang đối tượng khác, mà phải nhận biết tâm tham để dứt trừ. Điều này trong kinh luận Đại Thừa thường nói đến rất nhiều, giảng giải chi ly tường tận. Chúng ta mỗi một niệm đều phải chú tâm vào công phu tu tập. Bất luận đang tu học theo pháp môn nào, nói chung phải biết cách thâm nhập theo đúng lời dạy của cổ nhân. Phải rõ cách thức tu tập như thế nào. Sở dĩ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, các bậc tổ sư đại đức qua nhiều đời đều có thị hiện cho thấy, như trước đây đã giảng gì, thị hiện chủng chủng quang minh để cho chúng ta thấy được. Thấy được những gì? Đó là sự không tham, không sân, không si. Từ đây chúng ta có thể thấy được, đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, thấy đều nhất thời buông xả. Đó chính là lực năng kiệt thủy. Sau khi buông xả rồi, các pháp đều có thể khởi sinh. Khởi sinh đó là vì lợi ích chúng sinh, không phải vì lợi ích của riêng mình. Nếu còn một niệm mong cầu lợi ích cho tự thân, quý vị vẫn còn tâm tham. Mỗi niệm tưởng đến việc giúp đỡ hỗ trợ chúng sinh, giúp đạt được giác ngộ, giúp quay đầu bỏ tà vì chánh,
Đó đều là phương tiện thiện xảo. Cho nên phải có khả năng buông xả, thì sau đó mới có thể nói đến chuyện khởi sinh. Nếu một mảy may nào không buông xả được, đều sẽ tạo thành nghiệp chướng nghiêm trọng cho chính bản thân mình. Người tu chân chánh phải luôn luôn ghi nhớ Kinh Kim Cang, Đức Phật đã dạy rằng pháp còn phải buông xả, huống chi những gì không phải pháp. Ngoài làm lợi ích chân chính cho chúng sinh, liệu còn việc gì nữa? Không có việc gì khác cả. Ngoài việc làm lợi ích chân chính cho chúng sinh, liệu chúng ta còn có gì khác nên thuyết giảng? Không có gì khác cả. Phật với Phật cũng không nói thêm được gì khác. Do đó chúng ta muốn học được cái học chân chính của hàng Bồ Tát thì phải sao cho đôi phần tương tự. Nếu không làm lợi ích cho chúng sinh, tuyệt nhiên không khởi niệm. Không phải làm lợi ích cho chúng sinh, tuyệt nhiên không bàn luận giải thuyết một lời nào. Không phải vì lợi ích cho chúng sinh, cũng không cần phải làm bất cứ sự việc gì. Như vậy thì thân tâm của quý vị mới chân chính đạt đến sự thanh tịnh tự tại. Vô ngại quang minh ở ngay hiện tiền. Vậy là thế nào? Quý vị nói vì tự ngã, thật không có cái tự ngã đó. Làm gì có tự ngã? Ngã và ngã sở đều không thể nắm bắt. Thì công phu tu tập của chúng ta mới có kết quả. Cho nên nói là vô sự là chuyên tâm niệm Phật. Là xong gì? Còn có gì là phàm phu? Thật vô sự là Phật Bồ Tát. Ý nghĩa đạo lý đó chúng ta cần phải sáng tỏ, hiểu thật rõ ràng. Chân chính thấu hiểu sáng tỏ rõ ràng, đó gọi là kháng phá. Bây giờ sang đến vị thứ sáu, Đại Thanh Biển Hống Chủ Phong Thần. Mỗi khi có gió lớn, ta nghe trong gió có âm thanh. Đó gọi là Đại Thanh Biển Hống, là trong mỗi hoạt động khác nhau. Đều dốc toàn tâm toàn lực để tuyên dương Phật Pháp. Chính là ý nghĩa Đại Thanh Biển Hống. Biển là khắp hết thảy, không phân biệt chủng loại. Chính pháp giới chúng sinh đều bình đẳng được cứu, không phân chủng loại. Giảng giải Phật Pháp trong nhân gian cũng không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt bối cảnh văn hóa, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng.
luôn lấy tâm chân thành, lấy tâm thanh tịnh, đại từ đại bi mà nghĩ đến chúng sinh. Mang Phật Pháp giới thiệu đến mọi người. Vì sự giới thiệu Phật Pháp tôi đã nói rất nhiều rồi, là phải tùy cơ thuyết Pháp. Phải biết về nguyên lý. Ngày nay hoằng dương Phật Pháp, vì lý do gì mà không thể hóa độ hết thảy mọi người? Đều là vì không thấu rõ nguyên lý tùy cơ thuyết Pháp. Quý vị phải biết tùy cơ thuyết Pháp, chính Pháp giới không một chúng sanh nào lại không thể cứu độ. Như khi Phật Bồ Tát thị hiện hóa thân, tôi nói với quý vị rồi, khi Đức Phật còn tại thị, kinh vẫn còn ghi chép rõ. Sự khéo léo của Đức Phật là như thế nào? Ví như có nhiều người tìm đến Phật, thì với mỗi người đều không thuyết dạy giống nhau. Vì sao có sự nhìn thấy khác nhau? Vì để cho mỗi người nhìn thấy rồi đều sinh tâm hoan hỷ phù hợp với chính mình. Cho nên khi Đức Phật thị hiện tại thế gian, tuy chỉ một thân Phật nhưng có sự biến hóa rất đa dạng. Người da trắng thấy Phật là da trắng, người da đen thấy Phật là da đen, họ đều thấy Phật giống như mình. Đó chính là thân tướng nhiệm màu di diệu. Chúng ta đối với sự thay đổi hình tướng như vậy thì không có cách nào, không thể biến đổi, không thể tùy theo suy nghĩ của chúng sinh mà tùy biến. Sở dĩ chúng sinh gặp Phật đều thấy thân khí gần gũi là vì vậy, có đạo lý. Đó là tùy loại hóa thân đạt đến mức cực điểm vậy. Từ nơi sự việc như thế mà thể hội đều gọi là tùy cơ thuyết Pháp. Nếu nói chuyện với tín đồ Cơ Đốc giáo thì giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm như thánh kinh, không phân biệt, người liền sanh tâm hoan hỷ. Làm sao họ có thể không học hỏi, tìm hiểu? Người không học cũng muốn đến xem một chút, xem qua để thấy ta nói có giống với họ hay không. Đạo Phật giảng thuyết uyển chuyển như thế là chân chính. Vì sao vậy? Vì Phật không có một pháp cố định nào để thuyết. Tất thể các pháp mà Phật thuyết đều không ngoài mục đích phá trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sinh. Chỗ mong cầu của tất cả chúng sinh đều là phước báo, đều là thiên đường. Mong cầu được phước báo, mong cầu được sống lâu. Phật Pháp hết thảy đều có những phương pháp để chỉ dạy cho họ đạt được, đều là chân thật không giả dối chút nào. Chỗ mong cầu của quý vị đều có thể được giúp đỡ, hỗ trợ để đạt đến. Đó gọi là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết Pháp. Như vậy mới có thể chân chính dạng đến đại thanh biến hồng, nghĩa là rộng độ hết thảy chúng sinh, đủ mọi giống loài khác nhau trong khắp cùng hư không pháp giới. Bây giờ đến vị thứ bảy, Thụ Diễu Thùy Kế Chủ Phong Thần. Danh hiệu này có hàm nghĩa không được rõ lắm. Thụ diễu,
nghĩa là hình dung thân cây nhỏ. Quý vị tự suy xét xem hình ảnh này biểu thị cho ý nghĩa gì. Tôi nhiều lần giảng kinh vẫn thường nói với quý vị rằng kinh điển của Phật là linh hoạt sinh động. Hoàn toàn không phải khô khan cứng nhắc. Nên tôi thường nhấn mạnh giảng kinh nhất thiết phải giảng sao cho phù hợp với hiện đại, thì người nghe mới được lợi ích chân chính. Tuy nhiên giảng pháp dù theo hiện đại, dù hợp với quần chúng bản địa, cũng tuyệt đối không được trái với ý nghĩa trong kim giáo. Không được giảng sai lệch đi. Nếu giảng trái với giáo nghĩa thì đó là ma thuyết, không phải Phật thuyết. Nhất định không được giảng trái với kinh điển. Tôi từng khuyên các vị pháp sư đại đức thiện tri thức, vô luận là người tại gia hay xuất gia, nếu đã phát tâm giảng giải kinh điển thì phải nắm rõ ràng một nguyên tắc, phải thấu đáo nghĩa lý trong kinh, phải sáng rõ những nguyên lý nguyên tắc. Chủ yếu phải nắm chắc được những điều đó thì mới bắt đầu giảng. Còn phương pháp giảng kinh như thế nào thì không hề nhất định. Chúng ta dựa vào các chú giải kinh văn mà quan sát, nghiên cứu, đọc thêm các chú giải hiện đại, chú giải kinh Phật từ xa xưa nhất vào thời Hán. Rồi mỗi triều đại đều có nhiều người mang kinh luận ra chú giải. Quý vị nên dùng phương pháp quan sát như thế nào? Tốt nhất là nên chọn lấy một bộ kinh. Tại Trung Quốc, đại chúng hoan nghênh tụng đọc nhiều nhất là Kinh Kim Cang và Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa. Có thể lấy hai bộ kinh này để làm điển hình thí dụ tìm hiểu. Từ xưa đến nay, chú giải hai bản kinh này đặc biệt nhiều, phong phú. Quý vị có thể quan sát cho thật kỹ, xem người đời Hán đã giảng pháp như thế nào. Vì cách giảng pháp của họ nhất định phải khế hợp với căn cơ của chúng sinh vào thời đại ấy. Rồi đến các chú giải vào đời nhà Đường, xem phương pháp chú giải của họ thế nào, xem họ noi theo các chú giải của người đi trước thế nào, và có những chỗ nào không tương đồng. Quý vị cần phải lưu ý, người sống vào đời Đường tất nhiên hình thái ý thức phương pháp sinh hoạt so với người đời Hán không giống nhau. Do đó mà sự giảng dạy giáo pháp cũng không giống nhau.
lại quan sát đến cách giảng pháp vào đời Tống, rồi đời Minh, đời Thanh. Quý vị cứ quan sát cho thật kỹ như thế thì tự nhiên sau đó có thể bừng ngộ ra được, có thể biết được là mình nên giảng pháp như thế nào. Giống như so với một cây cổ thụ, thì kinh điển là phần nào? Chính là phần gốc rễ của cây. Rễ thì nằm sâu dưới đất, gốc là phần thân chính, nên gọi là gốc. Kinh điển là gốc rễ căn bản, phần giảng giải là cành lá. Cành lá không thể lìa gốc rễ. Ta thử quan sát cổ thụ ngàn năm tuổi, có cành nhánh nào tồn tại đến nay chăng? Có. Vẫn có những cành nhánh nhiều năm tuổi từ trước còn lại, rồi trên cành nhánh đó lại phát sinh ra những cành nhánh mới. Mỗi năm đều có cành mới, đều sinh ra thêm lá mới. Mỗi năm đều nở những hoa mới. Nhưng căn bản gốc rễ vẫn còn nguyên đó. Cành nhánh có phần trăm tuổi, nhưng hoa với lá thì nhất định là mới sinh ra, mỗi năm mỗi khác, rụng cũ thay mới. Quý vị phải thông suốt đạo lý này thì mới có thể giảng kinh. Khi giảng kinh là phải khí cơ khí lý, không được mang kinh ra giảng sai lệch. Nếu lìa khỏi căn bản gốc rễ, đó gọi là ma thuyết. Lìa xa nguyên lý, nguyên tắc giảng kinh thì là ma thuyết, không phải là Phật thuyết. Tuy không lìa khỏi căn bản, nhưng nếu không thấu rõ lý, bỏ cũ thay mới, thì đó là chỉ là ngôn ngữ sáo rỗng vô nghĩa. Vì sao vậy? Vì không khế hợp căn cơ. Thế nên có những vị đại đức học cao hiểu rộng ra giảng kinh, nhưng chỉ biết mang những chú giải của người xưa ra giảng, hoàn toàn dựa theo đó mà giảng, gọi là y gốc nói ngọn. Như thế thì không có xa lìa căn bản gốc rễ kinh văn, chỉ có điều không khế hợp căn cơ. Quý vị cần phải biết kết hợp các chú giải đời nhà Đường với những giảng giải của người thời nay. Như vậy là ý nghĩa gì? Thử nói xem, nếu người đời nay giảng cho người đời Đường có được chăng? Không được, giảng không thông. Tư tưởng đời này với đời Đường làm sao giống nhau được? Sinh hoạt đời này so với thời ấy đã không tương đồng, thì những chú giải của người thời ấy người đời này không thể nào tiếp nhận được. Tuy không lìa căn bản, nhưng đó là những cành lá của quá khứ, không phải mới sinh ra của năm nay, vì thế mà không dùng được. Những cành non, cành ngọn đều là mang lá mới sinh ra của năm nay, mang những hoa mới của năm nay. Những thứ ấy không lìa khỏi căn bản. Chẳng những là chúng không lìa khỏi căn bản, mà những cành lá gần với chúng ta cũng không lìa khỏi căn bản. Cần phải thấu hiểu được đạo lý này thì mới có thể giảng kinh một cách linh hoạt sống động, không phải là ngôn ngữ chứ. Vậy chú giải của đại đức xưa có nên tham khảo hay không? Rất nên. Vì tham khảo có thể khai phát cho quý vị, giúp quý vị khai mở trí tuệ. Nhưng tuy đọc chú giải của cổ nhân, phải thấu hiểu theo trạng huống của thời đại. Khi hiểu được những hình thái ý thức của thời đại ấy, những kiến giải tư tưởng ngày xưa đó, quý vị cũng sẽ hiểu được những phương pháp thuyết pháp đối trị của vị pháp sư ấy. Cũng giống như khi biết được phương thuốc trị bệnh, ta cũng có thể biết được căn bệnh của người uống thuốc.
Đồng một lẽ như vậy, cho nên đối với kinh điển phải học và vận dụng linh hoạt sống động thì mới có được lợi ích chân thật. Đức hiệu của vị Bồ Tát này chính là biểu trưng cho ý nghĩa đó. Dưới đây xem tiếp đến vị thứ 8, sở hành vô ngại chủ phong thần. Đặc biệt đối với bộ kinh này, Đại sư Thanh Lương từng giảng rõ rằng do cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn của kinh Hoa Nghiêm. Thời xưa có nhiều người gọi kinh này là Đại Bất Tư Nghị Kinh, không thể nghĩ bàn. Đó phải dùng tứ chủng vô ngại để giải thích. Lý vô ngại, vì kinh này thuyết giảng giáo lý viên dung đạt đến mức cùng cực. Không có chướng ngại trong Phật Pháp. Chúng ta đều biết Phật Pháp có Đại Thừa, Tiểu Thừa, có hiện giáo, mật giáo, có tông môn, giáo môn. Nhưng vận dụng tất cả các tông phái ấy vào kinh Hoa Nghiêm thì đều viên dung hết thảy, không có chướng ngại, xung đột. Đúng thật là đại viên mãn. Lại khi giảng về sự cũng không hề có chướng ngại. Sự tức là sự tướng, tức là từ nơi lý tánh mà biến hiện ra. Lý để vô ngại thì sự lẽ nào chướng ngại? Sự chỉ muôn việc muôn pháp, mười pháp giới đều y chính trang nghiêm xác thực, không có sự phương ngại. Lại quan sát kỹ một lần nữa, lý sự vô ngại, lý sự giao hòa thông suốt. Trong lý có sự, trong sự có lý, đó thật là không có chướng ngại. Phàm khởi sinh bệnh chấp chính là ở chỗ này. Là vì sao? Vì đối với lý và sự có khởi sinh chướng ngại, trong khi kỳ thực hoàn toàn không có. Không chỉ là lý với sự giao hòa thông suốt không có chướng ngại, mà sự với sự cũng là vô ngại. Đó chính là chỗ bất khả tư nghị, đạt đến mức cung cực. Sự với sự đúng thật không hề có chướng ngại. Đại sư Thanh Lương nói về tứ chủng vô ngại, nhưng với phàm phu chúng ta thì bốn điều ấy đều có chướng ngại. Do đâu mà có chướng ngại sinh ra? Đức Thế Tôn trong kinh đã chỉ rõ điều đó, chính là vọng tưởng chấp trước của chúng ta. Để đến vọng tưởng chấp trước thì có cả sự phân biệt, nhưng không phải là bỏ sót, chỉ là giảng lược để nói thôi. Từ nơi vọng tưởng phân biệt chấp trước mới sản sinh vô số những chướng ngại. Lìa được vọng tưởng phân biệt chấp trước, xin nói rõ cùng quý vị, chẳng những là lý sự được vô ngại, mà sự sự cũng vô ngại. Mà đó còn chính là pháp giới nhất chân.
Bồ Tát Quyền Giao chứng đắc được cảnh giới lý sự vô ngại. Nhưng đối với các vị thì sự sự còn có chướng ngại, chưa thể đạt đến sự sự vô ngại. Tôi thường giảng về mười pháp giới, trong đó có tứ thánh pháp giới, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật trong pháp giới. Trong đó có thể chứng đắc được lý sự vô ngại, nhưng chưa đạt đến sự sự vô ngại. Khi siêu việt lên trên mười pháp giới, lúc đó mới nhập vào nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới tức là đã đạt được sự sự vô ngại. Cho nên Bồ Tát Viên Giáo ở bậc sơ trụ đã có thể thị hiện sắc tướng phổ biến khắp hư không pháp giới. Cũng có thể hiện thân như thế, là thuộc về sự sự vô ngại. Tùy loại hiện thân, có thể hóa hiện vô lượng vô biên thân. Phật và Bồ Tát trong thập pháp giới không đạt được cảnh giới này, nhưng Bồ Tát ở địa vị sơ trụ trong nhất chân pháp giới đã có thể đạt điểm. Đó chính là dạng đến chỗ sở hành vô ngại. Đối với điều đó, hiện nay chúng ta phải tu học như thế nào? Kỳ thực cũng không khó để nắm hiểu, thấu suốt được nguyên lý nguyên tắc đó. Nếu như quý vị có thể xa lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì chỗ sở hành của quý vị sẽ được vô ngại. Chúng ta ngày nay vì sao mà nơi nơi đều gặp chướng ngại? Nhất định không phải là việc để oán trời trách người. Nếu quý vị oán trời trách người, đó là sai lầm. Vì sao vậy? Từ ngay nơi đó đã trở thành trong lý có chướng ngại, trong sự có chướng ngại. Trong lý thật ra không hề có chướng ngại, trong sự cũng thật ra không có chướng ngại. Cho nên quý vị nhất định phải tĩnh tâm quay về quán chiếu tự tâm mình. Những chướng ngại như vậy phát sinh từ đâu? Nhất định là phát sinh từ sự phân biệt chấp trước của tự thân mình. Nếu sự phân biệt chấp trước của bản thân ta đã buông bỏ, làm gì còn có chướng ngại nào? Cần phải thấu rõ được đạo lý ấy, thì tự mình mới hiểu ra được phải nỗ lực tu hành bắt đầu từ đâu. Chúng ta tu hành không phải vì người khác mà tu hành. Nếu vì người khác mà tu hành, Phật Bồ Tát đều không thể thành tựu. Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật đều không thể thành tựu. Tu hành chính là tu sửa tự thân mình. Tự thân mình được giải thoát, được khế nhập vào cảnh giới. Cho nên bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ở trong bất kỳ cảnh duyên nào, cảnh tức là hoàn cảnh vật chất, duyên tức là hoàn cảnh nhân sự. Ở trong bất kỳ cảnh duyên nào, tất nhiên là phải có thuận, có nghịch. Chúng ta đều có thể không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó là tự mình đã thành tựu. Ví như vẫn còn có phân biệt, vẫn còn có chấp trước, thì tự mình đã rơi vào sai lệch. Quý vị tĩnh tâm quay về quán chiếu tự tâm mình là như thế. Quan sát ngay từ nơi ấy, vận dụng công phu tạo ra được một sự chuyển biến,
đó là đã thể nhập được vào pháp giới không chướng ngại. Cổ nhân thường nói, thành tựu sự nghiệp đã khó, ứng xử với người còn khó hơn. Chúng ta vì sao giao tiếp ứng xử với người khác không được tốt đẹp? Phải tự mình kiểm điểm lấy mình, không được chê trách người khác. Chúng ta thường thấy chư Phật Bồ Tát khi vì chúng sinh mà biểu hiện, chứ vì tổ sư vì chúng ta mà thị hiện, các vị luôn luôn duy trì được tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Ở trong cảnh duyên nếu như quả thật có điều không thanh tịnh, các vị sẽ lặng lẽ tránh xa, rời khỏi, tuyệt nhiên không tham dự vào. Điều này chính là để có thể vĩnh viễn bảo trì được sự thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên khi các vị ở trong cảnh duyên, dù là thuận cũng không sanh tâm hoan hỷ, dù là nghịch cũng không sinh tâm áo não buồn phiền, vĩnh viễn duy trì được sự thanh tịnh, biết cách tiến lùi. Tiến hay lùi cũng đều là Phật pháp. Tiến hay thôi đều nhất định phải tương ứng với giáo nghĩa căn bản, tương ứng với giới định tuệ, tương ứng với sáu ba la mật. Chúng ta hoàn toàn không thấy được đến chỗ ấy. Chư Phật Bồ Tát thấy người có sự tranh luận thị phi tuyệt đối không lắng nghe. Các vị vậy ta phải biết nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nói theo phàm phu. Còn đối với các bậc pháp thân đại sĩ thì hoàn toàn không khởi lên tâm niệm phải nhẫn nhục nhún nhường. Các vị chỉ hành xử một cách hoàn toàn tự nhiên tự tại. Tiến hay lùi cũng đều như như. Đó thật sự là sở hành vô ngại. Đó là chỗ mà chúng ta cần phải học tập theo. Bậc cổ đức cao quý nhất Trung Quốc, người biết tự quán xét bản tâm, tự kiểm điểm mình, qua nhiều thời đại vẫn được tôn sùng, chính là vua Thuận. Trong lịch sử vẫn còn thấy được vua Thuận từ thiếu thời đã phải trải qua nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng Ngài chưa bao giờ chê trách lỗi lầm khuyết điểm của người khác, mà luôn tự phản tỉnh, tự sửa đổi lỗi lầm, đổi mới chính mình. Nên cuối cùng đã cảm hóa được tất cả người trong gia đình. Một người mẹ kế, con trai của người mẹ kế đó, tức anh em cùng cha khác mẹ với Ngài, đều được cảm hóa thành người tốt. Không chỉ cảm hóa được tất cả người trong nhà, Ngài còn cảm hóa được những người trong xóm làng. Vì sao dù nhiều mới biết được tất cả mọi việc hết sức khâm phục, biết rằng không phải người tầm thường có khả năng làm được như thế, mà là bậc đại thánh nhân. Vì thế Dương Nghiêu cho triệu kiến Ngài, mang cả hai người con gái gả cho Ngài, lại nhường cả ngôi vua.
nhất định phải tự phản tỉnh, tự nhận biết chính mình, không oán trách trời người. Những gì sai trái lỗi lầm là ở nơi chính mình. Vì sao vậy? Vì hoàn cảnh bên ngoài vốn là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Làm sao có thể khởi sinh vấn đề? Khi khởi sinh vấn đề, nhất định do tự nơi thân ta. Đó là đạo lý lớn lao trong Phật Pháp. Nếu hiểu rõ được đạo lý ấy, thì quý vị mới biết được phải khởi sự tu hành từ nơi đâu. Tu hành cần phải từ chỗ khởi tâm động niệm của chính mình mà khởi sự. Tâm niệm phải chân chánh, không được có một chút xấu ác tà dậy nào. Nếu còn tà dậy trong tâm niệm, thì dĩ như có được sự thành tựu trong sự tu tập, quý vị cũng không thể duy trì. Sự thành tựu không thể duy trì được lâu, rốt cùng rồi sẽ thất bại. Nếu thật sự giữ tâm chân thành thanh tịnh, thì cho dù có thất bại, sau đó cũng sẽ thành tựu. Sự thất bại của quý vị chỉ là tạm thời, kết quả cuối cùng rồi sẽ thành tựu. Như vậy là đã giảng rõ ý nghĩa sở hành vô ngại. Bây giờ đến vị thứ 9, chủng chủng cung điện chủ phong thần. Ý nghĩa biểu trưng của cung điện thì mọi người đều đã biết. Ở đây nhấn mạnh chữ chủng chủng. Cung điện hiểu một cách đơn giản là từ bi. Ngôn ngữ hiện đại là sự thương yêu bảo vệ, sự quan tâm, nhớ nghĩ đến. Đó là những ý nghĩa biểu trưng của cụm từ cung điện. Chủng chủng biểu trưng ý nghĩa không đơn thuần. Tức là vô số. Các phương tiện thiện xảo. Thành tựu cho bản thân và người khác. Những hàm ý như vậy đều có trong hai chữ chủng chủng. Không chỉ Phật, đối với hết thảy chúng sinh, mà tất cả chúng sinh cũng có đủ loại căn cơ tánh chất không giống nhau. Cái nói hiện nay là có đủ mọi bối cảnh không giống nhau, đủ mọi ý thức khác biệt nhau, đủ mọi hình thức sinh hoạt tập tính không giống nhau, cho đến có đủ mọi tư tưởng tín ngưỡng khác biệt nhau. Nếu chỉ sử dụng cùng một hình thức từ bi thì việc hành đạo không thể thông suốt. Sự từ bi phải phân ra thích hợp đủ mọi loại. Quan tâm nhớ nghĩ cũng phải phân ra đủ mọi loại. Giúp đỡ hỗ trợ cũng phải phân ra đủ mọi loại thích hợp, thì mới có thể giúp cho tất cả chúng sinh đều được an ổn, tốt lành. Cùng một cách quan tâm nhớ nghĩ, cùng một cách thương yêu giúp đỡ, đối với người này có thể là hiệu quả, nhưng đối với người khác lại không thích hợp, không dùng được. Lấy một ví dụ hết sức hiển nhiên để quý vị có thể thấy rõ. Chúng ta đối với một bậc tôn trưởng, so với em bé 2-3 tuổi kia, có thể nào áp dụng cùng một thái độ giống nhau chăng? Cũng vậy, sự thương yêu bảo vệ
sự quan tâm nhớ nghĩ, sự giúp đỡ hỗ trợ không thể cùng một cách giống nhau. Đối với một em bé ta có thể xoa đầu an ủi, đối với bậc trưởng bối thì không được. Quý vị không thể dùng cách xoa đầu để bày tỏ sự quan tâm. Đó là ý nghĩa của hai chữ chủng chủng. Quý vị phải hiểu rõ hết thể chúng sinh là phức tạp đa dạng như thế nào. Nếu không sử dụng đủ mọi phương tiện thiện xảo, quý vị chỉ áp dụng mỗi một thái độ duy nhất đối với mọi hành vi sự việc, thì đó là không có trí tuệ. Đó là một ví dụ nhỏ để quý vị thấy được vấn đề. Có thể từ một ví dụ đó mà suy rộng ra để thấy rằng thực tế luôn hết sức đa dạng phức tạp. Làm sao có thể cho như vậy là đầy đủ được? Vì ứng xử với người quả thật không hề đơn giản. Quay lại xem xét chính mình, xét tự tâm mình là việc rất phức tạp. Quá trình thành tựu, trưởng thành của mỗi người chúng ta đều không giống nhau. Mỗi chúng ta đều trải qua các quá trình từ nhi đồng đến thiếu niên, thanh niên, tráng niên. Trong mỗi một quá trình đó, trong sinh hoạt hoặc trong công việc, chúng ta thường gặp rất nhiều những gút mắc khó khăn, khổ nạn. Gặp nhiều những biến chuyển đổi thay của con người. Cho nên chúng ta tự mình quan tâm suy nghĩ về mình, tự mình chiếu cố lấy mình, cũng không thể dùng những phương pháp cách thức giống nhau được. Phương pháp duy nhất không thay đổi. Những kiến thức hiểu biết như vậy phải học ở đâu? Phải đọc nhiều sách vở, phải rèn luyện, phải từng trải, sinh hoạt thường ngày phải thường cọ sát rèn luyện, học hỏi khắp nơi. Như vậy quý vị mới có thể thành thục. Theo Phật pháp mà nói, như vậy cũng chưa phải là rốt ráo viên mãn, chỉ là đưa ra giải thích một điểm khó hiểu để so sánh vậy thôi. Bởi thật ra thì lời Phật dạy vô cùng hàm súc, nói chung đều không thể nào nêu ra rõ ràng tất cả, bởi vì có nhiều hàm ý nằm ngoài ngôn ngữ. Chẳng hạn như Phật dạy về danh hiệu của các vị thần, nếu chúng ta không lưu tâm quán xét phân tích thật kỹ, làm sao có thể nhận hiểu được? Nếu quý vị không quan sát phân tích rõ các tên gọi, mỗi mỗi trong đó đều thấu rõ, thì làm sao có thể hiểu được những hàm ý? Ý nghĩa trong mỗi tên gọi, đó là một cách thức trong Phật giáo giúp chúng ta học tập, một phương pháp học hỏi của Phật giáo, một phương pháp truyền dạy giáo pháp. Như vậy mới có thể khai mở được trí tuệ. Chúng ta đều là phàm phu, thường đem tâm ý thô thiển xem qua loa mọi việc. Phật dùng phương pháp như vậy để giúp chúng ta tu sửa chuyển biến, thay đổi khuyết điểm ấy. Phải lưu tâm suy nghĩ kỹ mới thấy được trong mỗi một danh hiệu đều hàm chứa vô số ý nghĩa, đều là chỗ mà chúng ta hiện nay phải học hỏi. Chúng ta phải học hỏi từ đâu? Đều là từ nơi những danh hiệu ấy mà học vậy. Tiếp theo đây là vị cuối cùng, Đại Quang Phổ Chiếu Chủ Phong Thần. Danh hiệu Đại Quang Phổ Chiếu trước đây chúng ta đã gặp rồi, chỉ có điều là không giống như ở đây. Nghĩa là trong hết thảy mọi sự vận động, mọi sự hoạt động, chúng ta xem lại sự trình bày mười đức hiệu tôn quý của các vị Bồ Tát.
Danh hiệu trước tiên là Vô Ngại Quang Minh. Dùng Vô Ngại Quang Minh để mở đầu, rồi cuối cùng là Đại Quang Phổ Chiếu. Để kết lại tất cả, trong sự tổng kết đó cũng không lìa khỏi trí tuệ, không lìa khỏi bình đẳng. Phổ chiếu khắp nơi tức là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng tức là tâm an định, cần phải thường được duy trì. Chúng ta đã đọc kinh Vô Lượng Thọ rằng các vị Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đều có năng lực tùy thời khế nhập vào Tam Muội Hoa Nghiêm. Đạt được thiền định thâm sâu, cho nên mới có khả năng soi chiếu khắp nơi. Tự tánh của các vị chính là quang minh bát nhã, là căn bản trí, là hậu đặc trí, nên mới sanh khởi được tác dụng như thế. Công năng như thế đối với tự thân là hoàn toàn tự tại, không trói buộc. Đối với chúng sinh là hoàn toàn tùy duyên, tùy duyên mà không có chướng ngại. Chính là ở chỗ mà chúng ta phải học tập. Vì sao chúng ta phải chú trọng đến định? Định trí tuệ. Trí tuệ không cần phải mong cầu. Ngay niệm khởi sinh mong cầu trí tuệ, đó chính là sự chướng ngại cho trí tuệ. Điều khẩn yếu nhất là chúng ta phải tu tập tâm thanh tịnh. Chúng ta chủ yếu phải cầu đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là Tam Muội Hoa Nghiêm, chính là thiền định cực kỳ thâm sâu. Trạng thái nhất tâm bất loạn đó khởi sinh tác dụng thì chính là Đại Quang Phổ Chiếu. Chẳng những khi bước vào niệm Phật đường thì hết thảy thân tâm ngoại cảnh nhất thiết buông xả, hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước nói chung cũng đều phải buông xả hết. Mỗi khi quý vị có thời gian niệm Phật được một giờ nào thì phải tĩnh tâm chuyên niệm suốt một giờ mới thật là chân tu. Phải biết rõ tôi nói như thế là chân tu, có nghĩa là trong lúc ấy không được để cho mảy may tạp niệm xen vào, mới gọi là chân tu. Khi gián đoạn dứt hết mọi quan hệ, quý vị tận dụng được điều đó. Hoàn toàn không có mảy may vọng niệm xen lẫn, không có pha tạp phân biệt chấp trước. Mỗi khi vào niệm Phật đường phải học được cách tùy duyên tự tại. Thì công phu của chúng ta mới thành tựu, mới đắc lực tự nhiên được niệm Phật Tam Muội. Ví như Tam Muội niệm Phật ở mức độ sâu xa chưa thể đạt được, thì cũng đạt được ở mức độ ban sơ. Tôi đã có lần giảng nói về việc niệm Phật công phu thành khối. Công phu thành khối là mức độ cạn nhất của Tam Muội niệm Phật, cũng không quá khó để đạt được. Nếu quý vị đạt đến chỗ ấy rồi thì sẽ được tùy duyên nhận được. Thân tâm đều nhẹ nhàng khoái lạc, không thể nào càng niệm Phật càng khổ sở. Nếu càng niệm Phật càng khổ sở hơn, đó là công phu niệm Phật không có hiệu quả, không đắc lực. Càng niệm càng thêm vui thú sảng khoái, đó là công phu đắc lực. Càng niệm tinh tấn càng thấy tốt hơn, đó cũng là dấu hiệu đạt được kết quả.
Nếu càng niệm mà không thể khởi sắc tinh thần, càng rơi vào u ám, ngủ gật hay mê ngủ nhiều, thì đó không phải là thể nhập vào cảnh giới. Như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng vọng tưởng tạp niệm của quý vị vẫn còn rất nhiều. Nếu quý vị rơi vào hôn trầm trạo cử, đó là hai chướng ngại, gây chướng ngại cho sự niệm Phật của quý vị. Nên đó là nghiệp chướng. Là vào niệm Phật đường thấy nghiệp chướng ngay trước mắt. Thế nào gọi là nghiệp chướng? Như thế đó gọi là nghiệp chướng. Chỉ có điều nghiệp chướng như thế cũng không nên sợ, nhất định cần phải mạnh mẽ phá trừ. Không phải là không thể phá trừ, phải biết rằng những chướng ngại như vậy nhất định là có thể mạnh mẽ phá trừ. Đối với người mới học Phật thì những chướng ngại như thế nhất định phải có. Vậy quý vị có gì phải sợ? Mỗi một người tu tập niệm Phật đều phải vượt qua cửa ải đó, cần phải phá trừ cho được cửa ải đó. Phá trừ rồi thì mới có thể được an nhiên tự tại. Câu cuối cùng sau đây là tổng kết lại vấn đề. Các vị như vậy đều là bậc thượng thủ, số lượng nhiều không thể tính đếm. Câu này quá rõ ý, không cần giảng nói nhiều. Chúng ta sẽ xem qua một câu cuối cùng. Phải tinh tấn chuyên cần trừ diệt tâm ngã mạn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải có dạy rằng phong tức là động. Chúng ta đem ý nghĩa đó xét trong mọi hoạt động vận động hiện nay của chính mình, mới thấy là phạm vi đề cập rộng khắp. Đại sư dạy chúng ta rằng câu trên cũng hàm ý tương thông với ý nghĩa phương tiện vô trụ, nên mới có ý nghĩa trừ diệt tâm ngã mạn. Dưới câu kinh văn này, nếu như chúng ta liên tưởng đến câu kinh rất nổi tiếng trong kinh Kim Cang, nên từ nơi không có chỗ trụ mà sinh tâm, thì sẽ thấy có sự tương quan qua lại ở sức mật thiết. Tâm ngã mạn là phiền não lớn nhất. Trong các phiền não căn bản, tiếp sau tham sân si chính là mạn. Mạn từ đâu sinh khởi? Chính là từ si mê mà sinh khởi. Nên chỉ cần có trí tuệ thì không thể khởi sinh tâm ngã mạn. Câu phải tinh cần trừ diệt tâm ngã mạn, vậy cho chúng ta nhất định phải loại trừ, phải dứt sạch tâm cống cao ngã mạn. Nho gia đối với vấn đề này cũng hết sức xem trọng. Chỉ có điều rốt lại thì giải pháp của họ cũng chỉ là trong phạm vi tam giới, không hề có ý niệm siêu diệt ra ngoài tam giới. Vì thế Nho gia không dạy diệt trừ ngã mạn, mà chỉ nói đến sự khuất phục kiềm chế thôi. Trong sách Lễ Ký có dạy tính nết kiêu ngạo không được nuôi lớn. Đối với Phật pháp thì không chỉ là không nuôi lớn sự ngạo mạn, mà cần phải phá trừ, diệt trừ hết. Vì sao vậy? Vì chỉ cần còn có một ý niệm kiêu mạn, phân biệt người khác không được như ta so với người khác mạnh mẽ hơn,
thì không thể nào thoát ra khỏi sáu đường luân hồi. Cho nên vấn đề này thật nghiêm trọng. Điều kiện cơ bản để xuất ly ra khỏi sáu đường luân hồi là trừ sạch phiền não kiến tư. Vì A-la-hán do đâu thoát khỏi sáu đường luân hồi? Vì phiền não kiến hoặc tư hoặc đều đã dứt hết. Do đó biết rằng sáu đường luân hồi do đâu sinh khởi? Từ nơi phiền não kiến hoặc tư hoặc biến hiện khởi sinh. Phiền não kiến hoặc tư hoặc là thể năng biến, mà sáu đường luân hồi là đối tượng sợ biến. Nếu chúng ta thấu hiểu rõ ràng đạo lý ấy, thì chỉ cần dứt trừ hết phiền não kiến tư thì sáu đường luân hồi tự nhiên không còn nữa. Làm gì còn có việc xuất ly hay không xuất ly? Tự nhiên mất đi không còn nữa. Đức Phật đã vì chúng ta giảng đạo lý ấy, giảng giải rõ ràng, minh bạch. Chúng ta phải lưu tâm suy nghĩ thật kỹ, quán sát thật kỹ. Sau khi nhận hiểu rõ ràng rồi, chắc chắn rồi, nhất định phải y theo lời dạy mà thực hành. Trong sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt là hoạt động. Trong công việc hàng ngày, công việc là hoạt động. Phong là biểu thị cho trạng thái động. Làm sao có thể không động? Khởi tâm động niệm thấy đều là động. Nói năng tạo tác cũng đều là động. Trong mọi hoạt động như thế phải dứt trừ hết tham sân si mạn. Đó chính là ý nghĩa biểu trưng của danh hiệu chủ phong thần. Có bao nhiêu hoạt động đều phải tương ứng với trí tuệ, tương ứng với từ bi, tương ứng với thiện xảo phương tiện. Như vậy mới là thích hợp, mới là chính xác. Hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi. Thank you.